Hello, xin chào tất cả anh chị em và những người bạn của Linh. Xin chào top 5% dân số nhanh nhất hành tinh cập nhật thông tin về Skyway, một tập đoàn công nghệ giao thông vận tải thông minh đột phá 4.0 và hiện đang xây dựng trên quy mô toàn cầu. Đây là chương trình livestream lúc 20:30 hàng ngày của Linh để cập nhật cho tất cả các anh chị em những thông tin nhanh nhất, mới nhất liên quan đến tiến trình phát triển của tập đoàn Skyway. Đầu tiên cho Linh gửi lời cảm ơn tới tất cả anh chị em bởi vì anh chị em đã là người chọn mặt gửi vàng và cập nhật thông tin qua livestream của Linh. Có một số lý do mà anh chị em nên xem live của Linh thì như sau. Thứ nhất, Linh là một cổ đông của tập đoàn Skyway. Chính vì thế Linh biết được đâu là nguồn thông tin chuẩn để gửi đến anh chị em. Lý do thứ hai, Linh là người đã trực tiếp sang công trường thi công của Skyway ở tại UAE. Nên là Linh biết được ở bên đấy thì có thực sự là có xây dựng không nhé anh chị em nhé. Lý do thứ ba, những thông tin mà Linh cập nhật cho chị em là những thông tin mang tính chất thời sự. Tức là cứ sau một ngày thì Linh sẽ tổng kết lại thông tin và gửi đến anh chị em nhé. Xuyên suốt nội dung livestream của Linh thì Linh có một câu slogan. Đó là Linh không vẽ một tương lai màu hồng mà Linh chỉ cho anh chị thấy thực tế. Bất cứ một thông tin nào mà Linh nói với anh chị em đều là những thông tin đã qua kiểm duyệt và có trích dẫn link chuẩn nguồn. Để anh chị em có thể trực tiếp là nhấn vào link để kiểm chứng xem những điều Linh nói là có đúng hay không nha anh chị em nhé. Hello, xin chào tất cả các anh chị em. Ôi, rất là nhiều anh chị em tham gia rồi. Cháu cũng xuế luôn. Chị Hoàng, xin chào chị Hoàng Trang, Mạnh Trần, cô Nguyễn Dung, anh Nguyễn Anh Tuấn, anh Ngọc Lê Như, chị Trần Thị Hiền, chị Thanh Tâm, anh Oanh Ngọc. Đấy là Linh thấy những anh chị em comment thì là Linh chào, bởi vì ở trên đây có rất nhiều anh chị em rồi nhưng mà Linh chưa kịp chào hết thì anh chị em thông cảm cho Linh nhé. Mai Linh vào trễ mất mấy phút tại vì tắc đường đó anh chị em, tại vì tắc đường đó. Chào anh Ngân Nguyễn ạ. Anh Ngân Nguyễn tắc đường anh chị em ạ. À, anh Nguyễn Trường Giang bảo là em Linh trắng quá, hoa cả mắt rồi. Thế nên để Linh chỉnh lại độ sáng nhá, cho nó tối đi tí. À, Nguyễn Tuấn Việt bảo là cười tươi miết à. À, chị suốt ngày thế mà. Chào anh Đình Phụng nhé. Câu chuyện là hôm nay Linh về quê chạy lên, thế là đi đường kiểu cũng sợ, đi đường giao thông bây giờ cũng sợ anh chị em ạ. Tối mắt mũi thì là cũng không được tinh cho lắm, thế là đi thì là chỉ dám đi tốc độ thấp thôi, không dám đi cao anh chị em ạ. Ban ngày nhìn rõ thì còn đi 100, 120, chứ còn buổi tối thì chỉ dám đi 80 thôi anh chị em ạ. Hello, xin chào anh Tống Đức Cương, xin chào tất cả anh chị em. Không, nhưng mà phải nói là cái giao thông là hiện tại là nhiều cái bức xúc thật anh chị em ạ. Nhiều cái bức xúc thật. Linh đi đường mà thực sự là Linh cũng không biết là Linh lên đi tốc độ bao nhiêu. Linh không biết là lên đi tốc độ bao nhiêu bởi vì thỉnh thoảng là cái biển báo tốc độ đấy. Là họ quên, họ không để, họ không đặt. Mình bảo cái đoạn này không biết là đi tốc độ bao nhiêu nhỉ. Thế là mình bảo là hình như là cái đoạn này vẫn trong phố, cái đoạn này nó vẫn là phố thì là phải đi tốc độ 40. Đấy, thế xong rồi là tí nữa mình thấy cái đoạn kia có biển giới hạn lên 60. Thế là lúc đấy mình cũng bảo là ừ, nó giới hạn 60 thì là có khi là mình được đi đến 80 đó. Đúng không anh em? Có giới hạn 60 là mình đi được đến 80 đúng không? Chơi với anh chị em thôi, nhưng mà thực sự là đi đường bây giờ thì là cái độ an toàn là không cao đâu anh chị em ạ. Cái phương tiện di chuyển của chúng ta ở trên đường quá là nhiều. Cách
anh chị em chờ link một tí nhá, mở bên cái ứng dụng kia nó có quảng cáo quá trời không à. Mình dùng sang ứng dụng khác nó ít quảng cáo hơn. Thì anh chị em nghe nhạc nó không bị quảng cáo. Đấy là link no cho anh chị em thôi. Anh bảo Nam Phạm là có gì hot không em? Ngày nào anh bảo Nam Phạm cũng hỏi vậy. Thế thì để hôm nào có tin hot thì link đề sẵn là tin hot luôn nha. Cô Nguyễn Dung bảo là nếu có đường giao thông Skyway thì link để sáng mai đi 15 phút rồi đến Hà Nội à. Đúng rồi cô. À đây để link dán link thông tin cho anh chị em. Quên. Có thông tin mới mà. Nó tập đoàn thì nói về cái sự độc đáo của công nghệ Skyway. Nhưng mà cái này thì anh chị em phải nhá. Cái này thì anh chị em phải chờ bản dịch tiếng Việt. Hoặc anh chị em nào mà xem ở trên máy tính thì là sẽ xem nó có cái bản phụ đề đấy. Nhưng mà nó không, nó phụ đề của Google nên là nó không được mượt đâu. Xem nó cũng không được mượt mà cho lắm. Đây thì Linh dán link cho anh chị em luôn. Và Linh sẽ nói về một số những cái đặc điểm mà khiến cho Skyway nó thực sự nó độc đáo và nó trở nên khác biệt. Linh dán link rồi nhé. Hello, xin chào tất cả anh chị em. Xin chào chú Thuận Nguyễn, anh Phương Trần. À, em Lê Tú Nga xinh đẹp, anh Khắc Điệp. Xin chào tất cả anh chị em. Đặng Hồng Ban đúng không ạ? Thế thì anh chị em đã biết rằng là công nghệ Skyway của chúng ta đấy thì là một công nghệ rất là độc đáo và khác biệt. Đấy. Ở trên thế giới thì là công nghệ Skyway của chúng ta là công nghệ mà duy nhất và nó cực kỳ là nó khác biệt, cực kỳ là nó khác biệt với lại những công nghệ khác. anh đi công văn còn hỏi là ông hàng xóm còn phản đối Skyway nữa không. Anh chị em có cái video mà chủ tập đoàn Thịnh Phát đây nói về Skyway ấy, thì anh chị em cho họ xem. Ôi trời ơi, người Việt Nam đấy. Anh Ngọc bảo là sao Việt Nam không thuê hẳn một phiên dịch, tại vì là công việc cũng nhiều ấy anh, mà tập đoàn đấy cũng phải cân đối xem là cái nào mà nên có. Mạng vừa yếu anh chị em ạ, mạng vừa yếu. Thì em lại nói tiếp là tập đoàn thì cũng cân nhắc xem là cái việc nào là cái việc mà nên quan trọng, cái việc là quan trọng và cần giải quyết sớm, cần giải quyết trước và cần đầu tư thì là tập đoàn sẽ đầu tư. Còn anh chị em cũng biết là ngài Junichi thì ngài sử dụng đồng vốn của cổ đông là rất là kiểu như là rất là khắt khe và rất là hiệu quả ấy. Thế anh chị em thấy không? Hôm trước là Linh chia sẻ với anh chị em thì trong 7 phút thôi là ông ấy thiết kế lại toàn bộ cái bản thiết kế và đã tiết kiệm cho các cổ đông lên đến $1 triệu đúng không ạ? Đấy, thì anh chị em thấy là cái việc mà thuê một người mà chuyên phiên dịch thì chắc là Linh nghĩ là chưa ấy đâu. Bởi vì sao? Là bởi vì này, cái video gì là tiếng Anh rồi, có phụ đề tiếng Anh rồi thì là anh chị em Việt Nam là úi giời, anh chị em Việt Nam giỏi chứ. Có tiếng Anh phát là Google phát là dịch ra là tiếng Việt được ngay, là tập đoàn thông minh lắm, tận dụng vốn cổ đông là rất hiệu quả luôn anh chị em ạ. Đấy thì là Linh sẽ nói qua một cái số điểm đặc biệt của công nghệ Skyway so với những công nghệ khác nhé. Bởi vì là điểm đặc biệt của Skyway thì nhiều lắm, anh chị em phải nghe live của Linh thường xuyên đấy. Đấy thì là mới biết được. Nhiều anh chị em, nhiều cô chú mới thì là cứ nghe live của Linh thường xuyên vài bữa là sẽ hiểu được là chúng ta công nghệ Skyway là công nghệ như thế nào và đầu tư vào Skyway thì là đúng hay là sai.
Đấy, thì đấy là hai cái vấn đề quan trọng nhất trong cái việc đầu tư của chúng ta rồi, đúng không anh chị em? Đấy, đầu tư thì chỉ cần biết là à ông đấy là ông ấy sản phẩm gì, công ty ông như nào, rồi là tôi đầu tư vào đấy là tôi đầu tư đúng chỗ hay là tôi đầu tư sai chỗ, đúng không anh chị em? Thì đấy là cái điều mà anh chị em quan tâm nhất rồi. Đấy, đầu tư đương nhiên đầu tư đúng chỗ thì sẽ mang lại lợi nhuận rồi, còn đầu tư sai chỗ thì mất tiền thôi, đúng không ạ? À hôm nay Linh mới xem được cái vụ mất tiền liên quan đến King of Invest, không biết có anh chị em nào là mất tiền bởi cái chương trình đấy không, nhưng mà nó là một cái loại Ponzi ấy, một cái loại lừa đảo ấy. Đấy, thì là Linh thấy là VTV24 đưa tin. Thế nên là Linh cũng chỉ biết là nói lại cho anh chị em những cái thông tin như thế thôi, còn anh chị em tự kiểm chứng thêm, bởi vì thực sự là những cái đấy là Linh không quan tâm quá là nhiều đâu, bởi vì Linh thấy là anh chị em mê lãi ngày lắm, mà Linh thì không phải là fan của lãi ngày. Linh không tìm hiểu những sâu những cái đấy, Linh chỉ thấy là thấy họ than thân trách phận gì gì mà đầu tư tận 700 triệu, sau đó là kiểu vay vốn ngân hàng đấy, đầu tư 700 triệu xong rồi là mất cả gốc lẫn lãi luôn. Thế bảo thế, Linh thấy bảo thế. Thì bảo là nó phát triển ở một số thành phố lớn đấy. Đấy. Thế anh chị em tránh nhá, đừng có ham lợi quá, đừng ham lợi quá anh chị em ạ. Đầu tư thì mình chọn cái gì chân chính mà làm. À anh Minh Ngọc bảo là ý anh là về phía anh em nhà đầu tư Việt Nam mình ấy, anh thấy nhiều video rất hay mà do vấn đề ngôn ngữ nên nhiều người không hiểu, nhiều người thấy toàn tiếng nước ngoài mà họ không quan tâm, nhưng đối với video đã được phiên dịch thì họ có sự quan tâm nhất định. Vâng, chính xác luôn, chính xác luôn anh. Linh thì rất thích là những cái video mà chị Tuệ Minh chị dịch, bởi vì chị Tuệ Minh giọng chị hay, chị dịch hay hơn là Google. Những anh chị em khác thì là dùng trợ lý ảo Google để dịch, để đọc đấy, để đọc. Anh chị em dịch xong là để dùng trợ lý là đọc. Nhưng mà Linh thì thích chị Tuệ Minh hơn, chị Tuệ Minh đọc giọng chị Tuệ Minh hay. Mà những video mà Linh chia sẻ cho anh chị em thì là đa phần là chị Tuệ Minh đọc đấy. À đây, anh Đinh Công Văn với lại anh kia là đang trao đổi, hình như là đã có sự đồng thuận rồi đúng không? Tức là đối tác phản đối thì bây giờ là bắt đầu là xuôi chiều để nghe rồi đúng không? Thì chỉ cần là họ lắng nghe thông tin là họ biết là à đâu là thật, đâu là ảo, đâu là thật, đâu là lừa đảo, đúng không anh chị em? Chỉ cần là nghe thông tin là biết thôi. Chứ nếu mà không nghe thông tin thì là còn phản đối anh chị em ạ. Không nghe thì còn phản đối, phải chịu khó nghe cơ, chịu khó nghe, chịu khó tìm tòi những video của người ta, sau đó là mình vừa xem mình vừa phân tích thì là mình sẽ biết được là à công nghệ nó như này. Anh Ninh Công Văn mà chúng ta đầu tư vào Skyway không phải là đầu tư ngắn hạn, không phải hớt váng. Vâng, chính xác luôn. À anh Nguyễn Anh Tuấn bảo là ông tìm hiểu ưng lắm, đầu tư ít thôi nhưng mình cũng cảm thấy ấm lòng. Chúc mừng anh Tuấn nhé. Chị Hoàng Thị Đỗ bảo là xin chào tỷ phú tài năng, em cảm ơn chị Hoàng Thị Đỗ xinh đẹp nhé. Chúc anh chị xem like của Linh là càng ngày càng nhiều tiền, càng nhiều tài sản, càng ngày càng nhiều niềm vui và hạnh phúc. Đây thì là Linh sẽ kể cho anh chị em một số những cái đặc điểm mà nó giúp cho Skyway trở lên đặc biệt nhé, trở lên thành là kiểu như là độc nhất vô nhị, thiên hạ đệ nhất giao thông, thiên hạ đệ nhất giao thông. Nhiều điểm đặc biệt lắm anh chị em ạ. Đấy, gần như là ở trên thế giới thì là không có cái loại hình nào mà nó được độc đáo như Skyway đâu. Đấy, anh chị em mà gặp Skyway là anh chị em rất là may mắn rồi. Thứ nhất là về cái độ an toàn thì chúng ta là đi trên cao và chúng ta không va chạm gì với lại những phương tiện phía dưới.
Đấy, mình đi một mình một đường và là chúng ta là cái vận tải. Anh chị em mình dung là khi mà chúng ta đi ở trên cao như thế đấy thì chúng ta ngồi trên con tàu đúng không? Và con tàu nó chở chúng ta đi ấy. Con tàu nó chở chúng ta đi mà chúng ta đi ở trên cao, chúng ta không va chạm phương tiện ở dưới thì là chúng ta sẽ không bị tai nạn đấy. Đấy, cái mức rủi ro tai nạn là giảm xuống tối thiểu luôn. Thì Linh rất là thích cái điều đấy, bởi vì mỗi khi mà Linh đi ra đường ấy, mỗi khi mà đi ra đường ấy sau là thấy xe sau là vút lên. Rồi là những cái xe đi ngược đi xuôi, oh my god, chúng ta phải xử lý liên tục đúng không? Phải xử lý tình huống rất là nhanh luôn. Đấy. Thế thì cũng có nhiều anh chị đấy, nhiều nhiều chị. Nhưng anh thì là họ các anh nạ như anh con trai thì là đi thì là siêu siêu đẳng hơn, còn những chị con gái thì là đi thường là sợ. Nên có nhiều chị bảo Linh à, ô Linh ơi, chị ra phố chị đi chị sợ lắm, chị chả dám ra phố đâu, chị kiểu chị không quen đèn đỏ đấy, chị không quen đèn xanh đèn đỏ, chị cũng không quen làn đường các thứ ấy thì chị sợ lắm, chị chả dám đi. Thì Linh bảo là ô cái đấy nó cũng đơn giản chị ạ, thế nhưng mà kiểu tâm lý ấy. Xong là kiểu người ta đi cứ vun vút vun vút đấy. Linh chạy 40 km/h mà cái khu đó là vẫn là trong này, trong trong cái khuôn viên thành phố nhá, mà Linh thấy những cái xe khác sao chạy nhanh vậy, trời nó vượt mình luôn. Mình nhìn được kim đồng hồ là ố mình chạy 40 cây mà nó vượt mình, tức là nó đi nhanh hơn mình rồi. Trời đất, tuân thủ luật giao thông ghê luôn á. Đúng anh chị em. Thế là Linh theo tâm lý chung Linh bảo là à người ta đi nhanh thì mình phải đi nhanh thôi, không sợ ùn tắc phía sau. Linh cũng đi nhanh. Nhưng mà Linh cũng thuộc cái loại là đi cũng cẩn thận đấy, là cũng ghìm tốc độ lại đấy. Ngày xưa Linh lúc mà Linh còn trẻ trâu à, Linh cũng đi nhanh lắm, Linh cũng vít ga kinh lắm. Giờ thì cảm thấy là nhiều các bạn trẻ tài năng hơn mình, thôi mình đi chậm lại anh chị em ạ. Thôi mình đi chậm lại, mình đi từ tốn thôi, chứ mình không không nhanh được, tính mạng của mình quan trọng hơn, đúng không anh chị em? Anh Ngọc bảo là thích nhân cầu thiên hạ đệ nhất giao thông thì đúng rồi. Tên Skyway thì chả là thiên hạ đệ nhất giao thông còn gì anh, cứ tìm hiểu kỹ là biết tại sao nó lại là thiên hạ đệ nhất giao thông. Nó cứ an toàn cho mình thì nó đã là một cái điều tuyệt vời rồi, đúng không anh chị em? Đấy, an toàn nó còn đi nhanh đấy chứ, nó còn đi nhanh, nó còn đi 150 km/h đấy chứ, nó có phải là đi lù dù như Linh đâu, nó đi 30-40 km/h đâu, đúng không anh chị em? Anh Đinh Công Văn, chúng ta đầu tư xây dựng Sài Gòn là xây dựng công ty có thật, có sản phẩm, có nhà máy công nghệ, có nhà lãnh đạo tâm tầm tài, chứ không phải đầu tư tài chính đa cấp. Chúng ta cần phải nói rõ cho đối tác. Vâng, chính xác luôn. Cần phải làm rõ cho đối tác hiểu. À, và Linh chia sẻ với anh chị em này nhé, chúng ta đều là những nhà đầu tư đấy, thì là chúng ta hãy dùng những cái ngôn từ chuyên nghiệp của những nhà đầu tư đấy, để khi mà chúng ta giới thiệu cho những đối tác khác thì họ sẽ hiểu được đúng cái bản chất, họ sẽ hiểu được đúng cái bản chất của công ty này. À, công ty này là công ty truyền thống, cái sản phẩm của họ là như thế này này, là cái đường giao thông này đấy, và mình được góp vốn với họ, và mình góp vốn với họ thì đổi lại là họ đưa cổ phần của họ cho mình đấy, thì là họ hiểu đúng cái bản chất là như thế, họ hiểu đúng bản chất, họ hiểu đúng được cái thực tế, họ hiểu đúng được cái thực sự là chúng ta đang làm những cái gì và chúng ta đã đạt được những thành tựu gì để mà họ đầu tư. Bởi vì đầu tư thì quan trọng nhất là thông tin chuẩn xác, thông tin chuẩn xác là cái điều quan trọng đấy anh chị em ạ. Nên là mình là người truyền thông tin, nên là mình sẽ là phải là người vô cùng chuẩn, vô cùng chuẩn. Hello anh chị em. Thế thì hôm nay là Linh sẽ cung cấp thêm cho anh chị em cái thông tin liên quan đến cái vận tải cảng biển của chúng ta nhé. Cái vận tải cảng biển của chúng ta nó rất độc đáo luôn. Tại sao mà nó lại sẽ chiếm ưu thế hơn so với lại những cái loại vận tải cảng biển cũ? Thì anh chị em mình dung như này này, cái vận tải cảng biển mà ví dụ như là nó xuyên châu lục ấy, thì nó là những con tàu rất là lớn, nó là những con tàu rất là lớn, đúng không anh chị em?
Đấy, thế thì những cái chỗ mà cảng biển mà nó gần đất liền ấy thì nước nó nông thì là những cái con tàu mà nó lớn ấy là nó không thể nào vào được. Nó không thể nào vào được. Đấy là lý do vì sao mà Dubai họ cần phải có cảng nước sâu đấy. Rồi là cảng nước sâu lớn như là ở Hồng Kông này, ở Singapore à, hay là Philippines à, hay là Mỹ, hay là gì đó. Đó. Đấy thì là họ cần phải có những cảng nước sâu thì những con thuyền to họ mới vào được và hàng hóa mới được bốc rỡ một cái cách dễ dàng hơn để vận chuyển lên bờ đấy, vận chuyển lên bờ đấy. Thế nhưng mà Skyway của chúng ta thì lại có một cái công nghệ, đó là công nghệ cảng biển. Đấy. Thì công nghệ này thú vị ở chỗ là như này này. Cái cảng biển của chúng ta thì có thể xây ở cách ở ngoài khơi rất là xa. Ở ngoài khơi rất là xa. Đấy. Và những con tàu to ấy, những con tàu mà không thể nào mà vào được cái vịnh nước nông này này. Thì nó sẽ ở ngoài khơi xa, và thường những con tàu như thế thì nó chở rất là nhiều hàng. Nó chở rất là nhiều hàng luôn. Đấy, thì chúng ta là bằng cái vận tải container của chúng ta đấy thì là chúng ta sẽ vận tải là chúng ta chuyên chở từ những cái con tàu từ ngoài khơi xa đấy vào bên trong. Và đương nhiên anh chị em hình dung là Skyway thì nó có rất là nhiều loại hình vận tải có thể kết hợp được với nhau. Đấy, thì là vận tải từ ngoài khơi xa, vận tải vào trong, sau đó vận tải đi khắp cả nước, cả tất cả các châu lục luôn. Đấy, thì anh chị em thấy là chúng ta có cái lợi thế nó khác hẳn. Nó khác hẳn so với những cái loại hình cũ. Đúng không anh chị em? Đấy, mình có cái độc đáo, mình có cái riêng biệt, mình có cái mà thế giới người ta cần. Thì mình phát triển. Đúng không anh chị em? Thế giới người ta cần. Đấy. Ví dụ như là anh chị em đang đi siêu thị nhá, mà anh chị em cần mua một cái này này, cần mua một cái món đồ gì đấy, anh chị cứ tìm miết, sau đó là đột nhiên là cái siêu thị này nó có cái sản phẩm mà anh chị em cần, thì anh chị em có mua ngay không? Đương nhiên là mua, đúng không ạ? Lần sau lại nhớ đến chỗ đấy lại mua, đúng không anh chị em? Đấy, thế thì công nghệ giao thông của chúng ta cũng thế. Có rất là nhiều những cái nhu cầu về giao thông mà hiện tại thì là những cái mô hình cũ không thể đáp ứng được. Và cái sự ra đời của một cái mô hình mới, của một cái hình thức vận tải giao thông mới, nó đáp ứng được cái nhu cầu hiện tại rất là cấp bách của thế giới, thì cái hình thức giao thông đấy sẽ thắng. Đúng không anh chị em? Thì cái hình thức giao thông đấy sẽ thắng. À, anh Đê Ca Phạm bảo là ấy á, anh Đê Ca Phạm bảo là có việc ra Hà Nội qua cầu Thanh Trì kẹt xe kinh khủng, thế mình đầu tư Skyway đúng hướng. Anh đúng hướng quá, còn gì nữa, nó giải quyết ách tắc giao thông thì chả đầu tư là đúng hướng quá, còn gì nữa. Cái vấn nạn về ách tắc giao thông ấy, người ta liên tục người ta tìm cách để mà người ta khắc phục. Anh chị em thấy là ở bây giờ trên thế giới thì người ta liên tục mở đường ấy, Dubai có liên tục mở đường mà, Sara có liên tục mở đường mà, đúng không anh chị em? Họ có đồng thời xây dựng Skyway nhưng họ vẫn liên tục mở đường đấy để mà giải quyết mở đường. Thì thực ra là họ đã có kế hoạch từ trước rồi. Đấy, những cái mà liên quan đường xá thì là thường là phải có cái sự dài hạn, họ có kế hoạch từ trước rồi, chứ không phải là họ lên kế hoạch tháng trước tháng sau họ có con đường luôn đâu. Nó mang tính chất dài hạn. Đấy. Thì là kết hợp. Và như là ông gì hôm qua Linh chia sẻ với anh chị em nhỉ, quên tên ông đấy rồi, Hussein ấy, ông Hussein An mà Maudi ấy, thì ông ấy nói là cái thị phần mà dành cho những cái giao thông cũ, ví dụ như là Dubai Metro ấy, Dubai Metro thì là vẫn còn thị phần, đương nhiên là sẽ còn thị phần. Nhưng mà Skyway thì sẽ chiếm một cái thị phần rất là lớn, bởi vì nó giải quyết được nhiều cái vấn đề hơn. Đấy. Nó giải quyết được nhiều cái vấn đề hơn. Thì thực ra là với những cái loại hình cũ thì Skyway vừa là đối thủ mà cũng vừa là đối tác.
Bởi vì có nhiều chỗ thì là cái loại hình giao thông cũ thì là sẽ không thể nào mà tác động được đến, thì lại cần công nghệ Skyway. Cần công nghệ Skyway, ví dụ như là đi qua cầu ấy, đi qua sông, đi qua sông, đi qua sông, đi qua hoặc là cầu vượt chẳng hạn, thì dùng công nghệ Skyway thì nó sẽ rất là ok, xây rất là nhanh, xây dựng rất là nhanh luôn, và đi nó rất là an toàn. Đấy, thì là chúng ta có thể là kết hợp với lại những cái phương với những cái hình thức vận tải cũ. Thì là vì sao là chúng ta nhìn thấy là như thế nhá, thì là các quốc gia đấy thì là họ họ rất là thích, họ rất là thích chúng ta có thể là ông thực câu như thế thì thuận tiện để chúng ta kết hợp, để chúng ta phát triển, đúng không anh chị em? Đấy, thế thì là cái thị phần của Skyway là sẽ rất là lớn anh chị em ạ. Riêng cái vận tải cảng biển là phía Dubai nhá, phía Sharm nhá, họ rất là cần luôn. Những quốc gia Trung Đông ấy, Linh không biết là anh chị em có đọc những câu chuyện ở Trung Đông, ở Ba Tư, những câu chuyện ngày xưa đấy, mà nó liên quan nhiều đến vận tải cảng biển đấy. Đấy thì là Linh thấy là theo như là cái quá trình từ trước giờ Linh hay hồi bé đọc truyện ấy, thế thì là mình thấy thôi, những cái con đường vận chuyển rồi tơ lụa rồi là lạc đà rồi là các thứ đấy, thì bây giờ là được thay thế bằng công nghệ Skyway thì sẽ rất là tuyệt vời, bởi vì ở khu đấy thì là làm ăn kinh tế nó rất là phát triển và cái nhu cầu vận tải thì nó rất là cao đấy. Đương nhiên là không chỉ khu đấy đâu, cả thế giới này cái nhu cầu vận tải đều rất là cao, giải quyết ách tắc rồi là vấn đề hàng hóa. Nếu mà anh chỉ giải quyết được ách tắc thôi thì là anh đã ok lắm rồi, nhưng mà anh này giải quyết được cả cái vận tải hàng hóa cho người ta nữa, thế thì là cái thị phần nó rất là lớn. Thị phần lớn thì những người nắm cổ phần của công ty đấy là sướng, vì là cái doanh thu lớn, đúng không anh chị em? Tức là anh chị em đang đầu tư đúng đường đó. Anh Đinh Công Văn bảo là chính xác rồi anh, chúng ta hãy đầu tư vào những cái gì, những lĩnh vực gì mà cả thế giới đều cần, bán cái mà người khác cực kỳ cần, chứ không bán những thứ mà chẳng ai cần, mà giao thông an toàn, nhanh rẻ thì lại không ô nhiễm môi trường nữa thì cả thế giới đang khao khát. Vâng, thế anh chị em thấy là cái tập đoàn Tesla đấy của tỷ phú Elon Musk đấy, Linh mới đăng thì Linh thông tin cho anh chị em là mới chỉ là công nghệ mà nó đi theo cái xu hướng bảo vệ môi trường đấy, mới là xe điện thôi đấy, mà giá cổ phần đã tăng cao như thế, và nó làm lên một cái cú là gì nhỉ, đảo lộn thứ tự các tỷ phú đấy. Mark Zuckerberg là đã xuống vị trí thứ 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 ba đúng không? Đấy, nghĩa là Linh chỉ nhớ là Elon Musk là vượt lên trên cả Mark Zuckerberg, vượt lên trên cả Mark Zuckerberg đấy, thành người giàu thứ ba thế giới hay sao ấy, đại loại là như thế. Trời đất, kinh nhỉ anh chị em nhỉ. Đấy là do họ sở hữu cổ phần công ty đấy, họ sở hữu cổ phần công ty đấy anh chị em ạ. À, đây là cái câu câu chuyện mà của các tỷ phú thì là số 1, số 2 thế giới thì là chúng ta chưa nghĩ đến cái chuyện số 1, số 2 thế giới. Chúng ta mới chỉ nghĩ đến cái chuyện là chúng ta nắm được cổ phần công ty đã là một cái điều rất là vui rồi, đúng không anh chị em? Một công ty mà nó đi đúng đường đúng lối là rất là vui rồi. Anh Oanh Ngọc bảo là đầu tư Skyway lợi nhuận về sau thì đã rõ ràng rồi. Ngoài ra đây là dự án hướng tới sự tiến bộ chung, vì thế chúng ta cần có suy nghĩ tích cực hơn. Ví dụ như là giúp được gì cho nơi mình ở này, một khu vực này hay một lĩnh vực nào đó này, chúng ta nên khai thác tiềm năng Skyway để truyền thông. Vâng, chính xác luôn anh. Anh Đinh Công Văn hỏi là em Linh chuẩn bị có Zoom à? À, Linh dự định là sẽ có Zoom cho những anh chị mới vào thứ năm, vào thứ năm hàng tuần, bởi vì những anh chị mới thì là chưa biết nhiều về Skyway và sẽ cần bổ sung nhiều những thông tin chuyên sâu hơn về Skyway. Bởi vì bây giờ gần như là các anh chị em mà đăng lên Facebook là toàn đăng thông tin mới thôi, còn những cái thông tin mà cũ cũ và chuyên sâu thì là anh chị em
mới đầu tư là chưa được biết. Hello, xin chào anh chị em. À, anh Bùi Chí Đình bảo là sau này số 1 chỉ có thể là chủ tịch của chúng ta thôi. Linh cũng hy vọng thế. Hello, xin chào tất cả anh chị em. Đấy thì là cái đấy là cái về vận tải cảng biển thì là nó rất là thúc đẩy rất là mạnh rồi về phát triển kinh tế rồi nhé anh chị em nhé. Quốc gia nào cũng mong phát triển kinh tế hết anh chị em ạ. Và quốc gia nào cũng mong giải quyết được cái vấn đề ùn tắc ấy, thực sự rồi nó giống như là cái việc là nó bóp nghẹn cái sự phát triển của thành phố đấy. Nó lãng phí rất là nhiều thời gian, nó lãng phí vô cùng nhiều thời gian vô bổ ở trên đường. Đúng anh chị em? Người lăn lộn ở trên đường, cái việc công việc nhà người ta thì nhà đầy việc ra, cứ phải ở trên đường bao nhiêu lâu ấy, tốn thời gian. Đúng ạ. À, ngày hôm qua thì là Linh thấy là có nhiều anh chị em quan tâm đến những gói cổ phần nhỏ đúng không? Đấy, thì là Linh thấy là cái thời điểm này này thì thực tế nhá, thì là có rất là nhiều những anh chị em và rất là nhiều những cô chú mà đã biết đến cơ hội đầu tư Skyway và hiểu về công nghệ Skyway, cũng xem và tìm hiểu rất là nhiều video Skyway rồi và rất là tin tưởng. Thế nhưng mà họ cũng nói là cái tài chính chưa có đấy. Thì là hôm qua Linh có chia sẻ anh chị em những gói đầu tư nhỏ đúng không? Những gói đầu tư nhỏ thì là hôm nay Linh sẽ nói cụ thể hơn về cái lượng cổ phần trong những gói cho anh chị em nhé. Để anh chị em biết là ít tiền vẫn có thể đầu tư được. Và Linh đương nhiên cũng sẽ chia sẻ cho anh chị em những cái gói lớn để anh chị em biết được rằng là mấy anh chị em lớn, anh chị em mà nhiều vốn mà là mình nhiều vốn này mình cũng đầu tư được. Đúng không anh chị em? Anh chị em nhé, những gói nhỏ đấy, những gói nhỏ ví dụ như là gói 50 đô thì được 900 cổ phần. 900 cổ phần nha anh chị em nhé. Chào anh Mai, anh Phan Trọng Nguyên, anh Minh Thọ, Vi Mai. Hello, xin chào tất cả anh chị em. Anh đi công văn mà là chúng ta được hưởng lợi lây cũng có triệu đô, vài triệu đô. À, anh Trần Minh bảo là dạ chị Linh, em thì mua gói nhỏ thôi ạ. Anh chị em đừng ấy nhá, anh chị em đừng có tự ti là anh chị em có gói đầu tư nhỏ nhá. Anh chị em có gói nhỏ nhưng mà anh chị em tìm hiểu, anh chị em nắm chắc thông tin về Skyway thì còn hơn là những người mà đầu tư lớn mà không chịu tìm hiểu thông tin và sau đó lên sàn phát bán ngay là bán nu non đấy. Thế nên anh chị em cứ có cổ phần, anh chị em cứ nắm chắc cho Linh á. Cứ nắm chắc cổ phần Skyway cho Linh á. Còn tại sao mà lại phải nắm chắc thì anh chị em cứ chịu khó nghe live một vài bữa thì là anh chị em sẽ biết được là tại sao mà lại lên như thế. Mà anh chị em nào mà muốn biết ngay thì quay trở lại cái video livestream ngày hôm qua của Linh thì anh chị em sẽ biết là tại sao mà tôi nên giữ cổ phần Skyway. Linh đang lên YouTube rồi, anh chị em có thể xem một cái trên YouTube lẫn Facebook. Chào chị Hồ Thị Nga, xin chào anh Đức Đức. Anh Oanh Ngọc bảo là cổ phần Skyway mà IPO thì riêng nhà đầu tư lớn Việt Nam cũng phất và nổi như cồn chứ đừng nói gì chủ tịch tập đoàn. Vâng, chính xác luôn. Có lẽ Linh phải cười cho nó duyên dáng lại nhỉ anh chị em nhỉ. Cười như thế này không giống con gái cho lắm. Đấy, chị Hòa Thị Đỗ bắt đầu thả tim tung tóe, chắc là bắt đầu ủng hộ cái điều Linh vừa nói rồi. Gói nhá, đấy là gói 50 đô đúng không? Gói 50 đô nó rơi vào tầm 1 triệu 2 đấy. Đấy, 50 đô, gói 50 đô nhá. Tức là chỉ có 50 đô thôi ấy. Chỉ có 50 đô thôi đấy là 1 triệu 2. Còn gói 100 đô là gói 2 triệu 4. Gói 2 triệu 4 thì là được 2.400 cổ phần. Được 2.400 cổ phần. 200 đô là rơi vào tầm 4 triệu 8, thì là được 5.000 cổ phần. Bắt đầu từ 250 đô thì anh chị em được trả góp lên đến 10 tháng.
Ôi trời ơi, cái màu hôm nay nó hơi xấu nhỉ anh chị em nhỉ. Thôi anh chị em cứ nghĩ là linh sinh nhá. Đấy, bắt đầu từ 250 đô là anh chị em được bắt đầu được trả góp 10 tháng. Thì là mỗi tháng được được có mỗi tháng trả có 25 đô thôi. 25 đô thì nó bằng 600 nghìn mà. Đúng anh chị em? Đấy, thì là anh chị em gói 250 đô thì là anh chị em ấy nhá, được 5.750 cổ phần. Và nếu như mà anh chị em trả kép, tức là tháng đầu tiên anh chị em trả gấp đôi, tức là tháng đầu tiên anh chị em thanh toán 2 tháng luôn đấy. Đấy, thay vì mình trả 10 tháng thì mình chỉ trả có trong 9 tháng thôi đấy, thì anh chị em sẽ được cộng thêm 250 cổ phần. Cộng thêm 250 cổ phần. Và thêm nữa là trong 7 ngày tham gia mà anh chị em đăng ký gói luôn thì là anh chị em sẽ được cộng thêm 10% cổ phần nữa của cái gói đấy. Cộng thêm 10% cổ phần của cái gói đấy. Đây là đối với những gói bình thường nhé anh chị em nhé. Đây là đối với những gói bình thường. Đấy. Còn những gói đặc biệt, ba gói đặc biệt mà Linh nói với anh chị em đấy, gói 600 đô, gói 1.200 đô và gói 5.000 đô. Thì đây là những gói mà chiết khấu của nó đã rất là cao rồi. Nên kể cả anh chị em mở tài khoản mới và đầu tư trong vòng 7 ngày thì cũng sẽ không được nhận 10% lượng cổ phần thưởng của người mới nha anh chị em nhé. Đấy, đây là cái thông tin mà vô cùng chắc chắn luôn nhá. Không, anh chị em nào đừng có anh chị em nào mà hỏi là Linh ơi Linh chắc support lại đi. Cái này là Linh đã support rất là lâu rồi nhé anh chị em nhé. Thường là những cái gói mà khuyến mại lớn như thế là không được ấy đâu. Là không được 10% người mới. Và chắc chắn một điều như thế luôn. Những cái gì mà Linh nói với anh chị em thì là cái gì mà Linh bảo chắc chắn thì nó là chắc chắn. Bởi vì là Linh đã hỏi trực tiếp rồi. Anh Ninh Công Văn bảo là tính sơ sơ Việt Nam sẽ có hàng chục ngàn triệu phú đô và hàng ngàn tỷ phú đô la. Ở Việt Nam thì có đến hơn 100.000 nhà đầu tư lớn nhỏ Skyway. Và đương nhiên không ngừng mở rộng, không ngừng gia tăng thêm mỗi ngày. Anh chị em ạ, gia tăng thêm mỗi ngày. Đấy là Việt Nam nhá, còn người Việt Nam ở nước ngoài nữa cơ. Người Việt Nam ở nước ngoài họ cũng đầu tư rất là nhiều. Linh có nhiều đối tác ở nước ngoài mà, là người Việt Nam. Anh Đỗ Thành Nhân bảo là Linh xinh thật mà, ôi em cảm ơn anh nhé. Anh Nhật Ca Đoàn bảo là em cười mà anh cũng buồn cười. Đấy là cái nghệ thuật đấy anh. Đấy là cái nghệ thuật khi mà mình cười là cả thế giới muốn cười cùng với mình. Đúng không anh chị em? Anh Tuấn Trần bảo là vài tỷ phú đô la thôi công à. Nó cứ lên khoảng độ dăm 10 đô ấy là nhiều lắm anh chị em ạ, nhiều lắm. Triệu phú, tỷ phú là nhiều lắm. Đấy, Linh lại nói tiếp về những cái gói đầu tư cho anh chị em. Thì 250 đô này, rồi là 350 đô này. 350 đô thì được 9.450 cổ phần. Đấy, rồi là nhiều hơn nữa. Thì anh chị em là có thể là lựa chọn những cái gói đầu tư như thế. Và gói 600 đô của anh chị em là trả trong vòng 12 tháng đúng không? 600 đô trả trong vòng 12 tháng, mỗi tháng là 50 đô đúng không? Tức là mỗi tháng 1.2 triệu. Đấy, thì Linh nghĩ là nó rất là phù hợp với tất cả anh chị em luôn. Anh Đinh Công Văn bảo là em Linh là xinh nhất trời đất luôn. Xinh nhất trời luôn. Anh ơi, anh để cho Linh ở độ cao 15 cho đến 30 mét so với mặt đất tôi nhanh nhá. Lúc đấy ngã thì nó đỡ đau. Chứ anh mà cho Linh lên mây là Linh ngã lộn cổ xuống là gãy cổ. Cảm ơn anh nhé. Anh Nguyễn Anh Tuấn bảo là công ty phát hành 133 tỷ cổ phần ít quá em nhỉ. Vâng, Linh nghĩ là thôi bỏ hết 400 tỷ cổ phần ra bán đi. Anh Hà Hiếu là hiện tại tập đoàn bán được mấy tỷ cổ phần rồi em? Kế hoạch bán hơn 130 tỷ cổ phần nhỉ? Thực chất nha anh chị em nhé, là 133 tỷ cổ phần là đã bán hết rồi.
và chúng ta đang bán thêm một ít. Chúng ta đang bán thêm một ít đấy, thì bán là nó tổng lên tầm 140 tỷ cổ phần. Anh Nico Văn, chủ tịch Judiki đã nói cả cuộc đời ngài ấy cống hiến cho Segway thì không thể để giá cổ phần ở mức vài đô. Vâng, chính xác luôn, chính là ngài Judiki đã nói như thế. Ông ấy nói là tôi dành cả cuộc đời để làm việc, không phải để Segway lên sàn với giá 1 đô. À, anh Đinh Công Văn bảo là yên tâm đi em ngã anh nâng á. Thôi, Linh đã khẳng định là Linh chưa vướng phải bất cứ một scandal tình cảm nào rồi. Các anh chị em đừng có gài Linh vào bẫy nhé. Hôm nay Linh mới xem được cái vụ nhảy cú nhảy từ vũ trụ của NASA đấy. Nhảy từ độ cao là 39.000m xuống mặt đất. Mà cũng may là anh ấy không sao. Cũng may là không sao. Cái điều đấy nó cũng chỉ là mang cái tính chất mạo hiểm thôi nhỉ anh chị em nhỉ, nó chả giúp ích gì cho chúng ta đâu đúng không. Cũng chưa biết là có giúp ích được hay không, nhưng mà đại loại là có thông tin như thế kể cho anh chị em nghe. Đó thì là anh chị em thấy là như này này, tập đoàn Skyway nhá, tại sao mà lại cho anh chị em trả góp, tại sao lại cho anh chị em trả góp? Cái thứ nhất là như này, anh chị em có sẽ thuận tiện hơn cho anh chị em trong cái việc là sắp xếp kinh tế gia đình, sắp xếp kinh tế cá nhân thì thuận tiện hơn cho anh chị em. Cái lý do thứ hai đó là khi mà anh chị em trả góp đấy thì anh chị em sẽ nắm đằng chuôi. Anh chị em nắm đằng chuôi là như thế nào? Là anh chị em có rất nhiều thời gian để anh chị em tìm hiểu về công ty. Anh chị em tìm hiểu thông tin về công ty, xem công ty là có thật hay là giả, xem công ty là có uy tín hay không, tính năng pháp lý như thế nào, rồi là thực tế ông đã làm được những cái gì, ông có khu thử nghiệm không, ông có nhà máy không, ông có những đối tác uy tín để làm ăn cùng không. Đấy, thì chúng ta có rất nhiều thời gian để chúng ta kiểm chứng về công ty Skyway, về tập đoàn Skyway, và chúng ta tìm hiểu xem là ông có thực sự là ông tiềm năng trong tương lai hay không. Đấy, thì cái rủi ro của anh chị em là giảm vô cùng thấp khi mà anh chị em trả góp. Đây là cái thứ nhất. Và như những gói bình thường nhá, những gói bình thường ấy thì là anh chị em là được cái khi mà anh chị em trả, anh chị em là trả góp thì sẽ ít cổ phần hơn là trả thẳng. Ít cổ phần hơn trả thẳng thì khi đấy là tập đoàn sẽ có lợi hơn. Có tập đoàn sẽ có lợi hơn. Đúng không anh chị em? Anh chị em trả thẳng thì tập đoàn sẽ phải trả nhiều cổ phần cho anh chị em hơn. Còn khi mà anh chị em trả góp thì tập đoàn trả ít cổ phần cho anh chị em hơn. Thì đấy là cái lợi, cũng là cái lợi của tập đoàn. Đúng ạ, đấy cũng là cái lợi của tập đoàn. Đấy. Đấy là theo như là giới chuyên gia họ đánh giá thì là phía nhà đầu tư cầm đằng chuôi, mà phía công ty thì cũng không sợ bị hớ. Tức là cổ phần của một công ty mà một công ty uy tín ấy, một công ty mà có cái tiềm năng lớn trong tương lai ấy, thì cổ phần của người ta rất là giá trị. Người ta cổ phần là giá trị rất là cao. Đấy, anh chị em mình dung là cái quy mô, cái tầm cỡ của nó phát triển mạnh ấy, thì sau này cái giá trị cổ phần của nó rất là cao. Người ta hiểu được điều đấy chứ anh chị em. Người ta hiểu được chứ. Đấy là cái lý do vì sao mà anh chị em vẫn, nhiều anh chị em là có cả chuẩn bị sẵn cả 10.000 đô rồi, nhưng mà đến bây giờ chưa được đăng ký gói 1 triệu cổ phần ấy. Tập đoàn hiểu mà. Tập đoàn hiểu cái cổ phần của tập đoàn giá trị như là rất giá trị mà. Anh Bùi Chí Đình bảo là bằng nhau là những cái gói khuyến mại thôi nha anh chị em nhé. Bằng nhau là gói 600 đô, 1.200 đô và 5.000 đô. Ngoài ba gói này ra thì những gói khác trả thẳng lượng cổ phần sẽ cao hơn là trả góp. Anh Bùi Chí Tình là mới đầu tư đúng không? Đấy. Anh Đỗ Thành Nhơn bảo là Linh ngã thì có tiền Skyway nâng. Ui thích thế nhở. Oh my god, mình ngã xuống cái đệm toàn tiền là tiền.
sao lại nghĩ chuyện ngã ta tiền giờ tiền số mà anh chị em. Anh Nguyễn Anh Tuấn bảo là nâng thì cứ chuyển cho anh em mỗi người ít cổ phần. Anh Oanh Ngọc là các dự án Skyway bây giờ là những dự án tiên phong để mở màn cho hàng loạt những dự án mục tiêu khác. Chúng ta đang chờ một ngày rất gần Skyway bung lụa. Vâng, chính xác luôn. Đấy. Thời gian đầu thì là anh chị em là kiểu như là chưa nhìn thấy nó hiện hữu đấy. Đương nhiên rồi, thời gian đầu bao giờ là thế. Đúng không? Chưa nhìn thấy nó hiện hữu thì là còn e ngại này kia đúng không? Thì đến lúc nó hiện hữu hết cả rồi thì lại hết cơ hội mất rồi. Hết cơ hội nắm cổ phần giá thấp mất rồi. Cơ hội nó không ở yên một chỗ đâu anh chị em ạ. Đi nhanh á. Mình mà không nhanh là mất cơ hội. Mất thật. Không đùa nhá. Mất thật. Thì những cái gói nhỏ và được trả góp thì là rất là thuận lợi cho tất cả mọi người luôn. Ví dụ như là những anh chị em mà chưa có thu nhập cao là thứ nhất này. Những anh chị em mà đầu tư nhiều chỗ thì là cũng có thể là đầu tư trả góp Skyway là thứ hai này. Và những anh chị em mà có khao khát sở hữu cổ phần công ty đấy thì cũng đầu tư được và nó rất là an toàn luôn. Nó rất là an toàn cho anh chị em khi mà anh chị em lựa chọn trả góp. Đấy. Còn đối với lại những nhà đầu tư lớn thì đây là cái câu chuyện mà những đương nhiên rồi Skyway có rất là nhiều nhà đầu tư lớn chứ không phải là không có. Các chị em thấy có tỷ phú đô la ở UAE là đầu tư 25 triệu đô để sở hữu 4 tỷ cổ phần của Skyway, đúng không ạ? 4 tỷ cổ phần của Skyway mà khi lên sàn với giá 10 đô là ông có bao nhiêu rồi anh chị em? Ông có 40 tỷ rồi. Thế Skyway mà một lên 1.000 đô thì ông có bao nhiêu ạ? Ông có bao nhiêu tỷ ạ? Anh chị em tự tính. Có số to thế anh chị em tự tính cho nó quen. Đấy, và cái việc mà lên những cái giá cao như thế thì là hoàn toàn là điều có thể nha anh chị em nhé. Hoàn toàn là điều có thể. Bởi vì sao? Bởi vì Skyway là cái thứ mà thế giới họ cần. Là thứ mà thế giới cần. Và xây dựng được ở trên toàn thế giới. Xây dựng được ở trên toàn thế giới. Nó lại được hậu thuẫn rất là lớn bởi chính phủ quốc gia Dubai, Sara và toàn khối UAE. Chưa kể đến những chính phủ quốc gia khác, ví dụ như là Peru, Nga, Belarus, Ấn Độ và rất nhiều những quốc gia vùng vịnh và nhiều quốc gia khác liên tục đưa tin tốt về Skyway. Đấy, thì anh chị em thấy là trời đất ơi, nó hổ mọc thêm cánh rồi đúng không ạ? Thiên hạ đệ nhất giao thông rồi. Linh thấy là những cái mà liên quan đến chính phủ quốc gia nhà người ta ấy thì sẽ rất là phát triển luôn. Đấy. Anh Hàn Quốc nhá, Hàn Quốc là thấy Dubai là có taxi bay ấy, có taxi bay ấy. Thế là ông ấy mới ấy đi, ông ấy mới lấy công nghệ đấy về ông ấy thử nghiệm nó còn gì. Cái taxi bay giống hệt của Dubai. Để mà giải quyết cái vấn đề ùn tắc giao thông đấy. Giải quyết cái vấn đề ùn tắc giao thông cho Seoul đấy. Thì anh chị em thấy là giời ơi, cứ nhìn ông Dubai ông ấy làm gì là thế giới sẽ học theo ông thôi. Thế giới người ta khôn lắm anh chị em ạ. Thấy ai giỏi là người ta học. Bao giờ người ta cũng sẽ muốn học từ cái người giỏi nhất. Bao giờ người ta cũng muốn là đi cùng và học hỏi những người giỏi nhất. Chứ người ta không muốn là học hỏi những đối tác mà còn kém hơn mình đâu. Đấy, thế này là cứ nhìn Dubai. Cứ nhìn Dubai làm gì đấy. Thì là thế giới, tương lai thế giới đấy chính là tương lai của thế giới. À, anh bảo Nam Phạm là anh chỉ mong mau lên sàn để bọn anti-fan ngậm miệng hết lại và không còn mỉa mai các kiểu. Anh quan tâm làm gì? Trời ơi! Bây giờ anh quan tâm là như này này, anh chia sẻ cho nhiều người để nhiều người sở hữu cổ phần Skyway đi. Đến khi lên sàn ấy, thì là người ta sẽ quay ra người ta cảm ơn anh, người ta đến tận nhà, người ta cảm ơn anh.
người ta mang quà đến tận nhà người ta cảm ơn anh luôn. Chứ còn cái hội anti fan, Linh nói thật với anh nhá, không có cái giá trị gì trong đời sống của chúng ta hết. Nó không giúp chúng ta có nhiều cổ phần hơn đâu anh chị em. Quan tâm đến họ thì mình cũng có nhiều cổ phần hơn đâu. Quan tâm đến họ thì là mình cũng có giàu hơn đâu anh chị em. Quan trọng là mình giúp đỡ nhiều người khác để người ta có sở hữu được cái cổ phần. Vì là bây giờ Skyway thì rất là an toàn rồi, đúng không anh chị em? Người ta bảo là đầu tư trước khi lên sàn thì là rủi ro lớn rồi này kia nọ, nhưng bây giờ chị em thấy Skyway phát triển như thế, đúng không ạ? Uy tín như thế, tầm cỡ như thế, các chính phủ lớn ủng hộ như thế, thì anh chị em cứ mạnh mẽ mà chia sẻ thôi. Còn anti fan thì Linh khẳng định với anh là sớm muộn rồi cũng sẽ phải là thay kính. Anh Đinh Công Văn, 4.000 tỷ đô mà và ở Việt Nam thì như anh Triệu Tâm cũng có khoảng trên 300 tỷ đô. Anh em mình cũng bằng số nẻ của mấy đại gia đó. Anh em ta có lên nào? Anh Bùi Chí Tình là lên như vậy thì ông ấy giàu thứ hai trên thế giới chỉ sau ngoài chủ tịch thôi. Vâng, chính xác. Anh Đinh Công Văn là vài trăm triệu đô trở lên thì cũng có thể gọi là đại gia rồi phải không mọi người? Vâng, chính xác luôn. Đại gia Công Đinh Văn sau khi Skyway IPO thì là ra đảo ở 10 năm. Đúng anh? Anh Quang Ngọc bảo là anh chị em cứ tin vào Skyway nhé. Skyway đã có các đài truyền hình chính thống lớn trên thế giới đề cập chứ không phải là đơn giản đâu. Vâng, chính xác là như này này anh chị em này. Anh chị em mình dung là đến cái thời buổi như chúng ta bây giờ đấy, là cái thời đại là công nghệ thông tin đại chúng thì nó rất là phát triển. Và người ta sẽ cập nhật thông tin từ những cái kênh chuẩn nguồn luôn. Ví dụ nhá, thì giống như là kênh của Quốc vương Dubai, kênh của Bộ Giao thông Vận tải Dubai, đúng không? Thì là người ta sẽ cập nhật luôn thông tin từ những cái trang chính thống như thế. Đấy thì là người dân chúng ta là có cái thông tin chuẩn luôn. Chúng ta có cái thông tin chuẩn luôn, chứ chúng ta không cần là chúng ta phải đọc báo. Ta không cần là phải đọc báo qua người này qua người kia mà chúng ta nghe ngóng thông tin nữa, mà chúng ta biết được là cái Twitter chuẩn của ông đấy là gì này, Instagram chuẩn của ông ấy là gì, Facebook chuẩn của ông ấy là gì, để chúng ta follow, chúng ta theo dõi đấy, chúng ta theo dõi thì là chúng ta sẽ có được cái thông tin chuẩn thôi, chứ chúng ta không cần phải là nghe báo lá cải người ta nói, đúng không anh chị em? Đấy, đây là cái thời đại công nghệ thông tin là sẽ mở ra cho chúng ta rất là nhiều cái nguồn thông tin để mà chúng ta cập nhật. Và điều quan trọng là chúng ta biết phân biệt được rằng đâu là nguồn thông tin chuẩn mà thôi. Đúng không anh chị em? Anh Đinh Công Văn mà là con đường đi đến đỉnh vinh quang luôn có những kẻ cản đường, chúng ta chỉ cần kiên trì vượt qua thì tới lúc thành công tự khắc người ta sẽ phải ngậm ngùi thôi. Thôi kệ người ta anh chị em. Linh thì không biết là anh chị em có để ý về tâm linh hay không, nhưng mà thực sự Linh nghĩ là có những người mà cái nghiệp quả của họ lớn ấy, họ tạo nghiệp nhiều ấy, cái nghiệp quả lớn ấy thì là cũng chưa ấy đâu, chưa có duyên với Skyway đâu, chưa nắm được cổ phần Skyway đâu. Nên là anh chị em cứ để cho họ tác phúc của giải nghiệp đấy, chứ còn không phải là tự nhiên mà lại có được cổ phần Skyway đâu. Anh chị em thử nhìn lại bản thân anh chị em đi, anh chị em có tốt bụng không? Tốt bụng thì mới nắm được cổ phần Skyway đó. Cái khẳng định luôn. Còn nếu như mà không tốt bụng ấy thì là không có nhiều cơ duyên mà nắm cổ phần Skyway đâu. Có những người thì là kiểu như là cái nghiệp để lại từ kiếp trước chẳng hạn ấy, hoặc là trong quá trình sống ấy họ tạo nghiệp nhiều ấy, thì là họ cũng không ấy đâu, họ không có cơ duyên với Skyway đâu. Đại loại là nó kiểu như là nó khác sóng khác tần số ấy.
anh chị em cứ đọc nhiều những cái liên quan đến quy luật của vũ trụ ấy, và đấy là những cái mà mang tính chất là khoa học đấy, không phải khoa học đâu. Những cuốn sách mà bán chạy nhất New York Times ấy, cực tờ New York Times bình chọn ấy, thì anh chị em nên đọc, bởi vì nó là những cuốn sách mà uy tín và được rất là nhiều người trên thế giới họ tìm đọc đấy. Thì là anh chị em đọc thì anh chị em sẽ hiểu thêm rất là nhiều về những cái quy luật liên quan đến vũ trụ đấy, nếu có cái nghiệp quả các thứ đấy. Ok, thế thì là cái gói nhỏ thì Linh đã nói rồi. Thế thì cái gói lớn thì sao? Gói lớn thì có rất là nhiều gói lớn. Bình thường nếu như không có các gói khuyến mại thì anh chị em lên đầu tư những cái gói ví dụ như là 25.000 đô trở lên. 25.000 đô thì nó rơi vào tầm 1.250.000 cổ phần. Gói thứ hai đó là gói 50.000 đô, nó rơi vào 2.600.000 cổ phần. 100.000 đô thì là 5.400.000 cổ phần. Và 150.000 đô thì nó rơi vào tầm 8.550.000 cổ phần. 150.000 đô là rơi vào tầm 3.6 tỷ. 100.000 đô tầm 2.4 tỷ. 50.000 đô là 1.2 tỷ. Còn 25.000 đô là 600.000.000. Đúng không anh chị em? Đấy. Thì đấy là những bình thường. Thế là bình thường là nếu mà không có gói khuyến mại thì anh chị em nhà đầu tư lớn ấy, mà muốn đầu tư những gói vốn lớn thì có thể là tìm hiểu những gói đấy. Còn chúng ta mà bây giờ chúng ta đầu tư ấy, thì những thời điểm này này, thì anh chị em nên đầu tư nhiều gói 1.200. Một tài khoản được nhiều gói 1.200 nhé anh chị em nhé. Anh chị em đăng ký không giới hạn số lượng gói 1.200. Không giới hạn số lượng. 1.200 là nó chiết khấu là 1/80, tức là 1 đô sở hữu đến 80 cổ phần Skyway. Đấy, trong khi đó bây giờ là gói 150.000 đô của chúng ta mới có chiết khấu 1/57, tức là 1 đô sở hữu 57 cổ phần thôi. Thì anh chị em nên tập trung vào những cái gói ưu đãi kia thì nó sẽ có lợi hơn cho anh chị em. Có lợi hơn cho anh chị em. Đấy. Còn anh chị em muốn đầu tư gói 150.000 đô cũng được. 8.500.000 cổ phần, tùy anh chị em. Tùy anh chị em lựa chọn thôi. Nhưng mà Linh thì khuyên anh chị em những cái gói kia bởi vì nó có lợi hơn cho anh chị em. Em Anh Ngọc bảo là chủ tịch đã nói không có thành công nếu như không có đoàn kết. Skyway sẽ trở thành lực lượng đoàn kết rất lớn. Đó là lý do chúng ta sẽ thành công. Họ nói mình, họ nói gì mình cứ cười. Về sau khi thành công thì mời cà phê người ta còn đi. Anh Bùi Trí Tỉnh, chúng ta chỉ càng ngày càng đi lên mà thôi. Chính xác luôn. À, chị Nguyễn Hồng Nhung bảo là nghe em nói vậy thấy thật hạnh phúc và ấm lòng. Chính xác luôn chị. Nhiều anh chị em mà tìm hiểu về đạo đấy, đạo và tâm linh đấy, thì là anh chị em biết là có, người ta có cái nghiệp quả, đúng không? Người ta có cái nghiệp quả. Những người làm mà làm việc xấu đấy, làm việc xấu, làm việc ác đấy, và cái tâm này này, cái tâm này nhiều những cái sân si, những cái mà vụn vặt, những cái mà so đo tính toán, rồi là cái hãm hại người khác, rồi là cái đại loại là tất cả những cái mà chưa được tốt đẹp đấy, thì nó không có cơ duyên nhiều với lại Skyway đâu. Không có cơ duyên nhiều đâu anh chị em ạ. Thế là anh chị em cứ tự hào đi, anh chị em là người tốt, anh chị em mới nắm được cổ phần Skyway đó, mới có duyên với Skyway đó. Anh Đặng Ngọc Ban, lượng cổ phần để tập đoàn chuyển đổi cho nhà đầu tư còn lại bao nhiêu vậy bạn? Thì như Linh vừa nói lúc đầu ấy, là ban đầu thì dự định bán ra là 133 tỷ thì đã bán hết rồi, và chúng ta đang bán thêm một chút, chúng ta bán tầm 140 tỷ. Nhưng mà hiện tại thì không có bất cứ một con số nào để thống kê cho anh là còn chính xác bao nhiêu cổ phần.
bởi vì lượng cổ phần vẫn thay đổi từng ngày do những nhà đầu tư liên tục tham gia đầu tư ấy. Tham gia đầu tư. Và công ty thì cũng không có cái sự thống kê là còn lại bao nhiêu để thống kê cho nhà đầu tư đâu. Chúng ta còn nhiều việc lắm và chúng ta không thống kê hàng ngày đâu. Đấy. Chúng ta không thống kê hàng ngày mà chúng ta thống kê theo chu kỳ. Chúng ta thống kê theo chu kỳ và khi nào mà gần hết, khi nào mà dừng thì công ty sẽ thông báo dừng. Các anh chị em cứ chuẩn bị tâm lý đi. Cái giai đoạn cuối ấy, thì nó khác so với lại những cái giai đoạn đầu. Những cái giai đoạn đầu thì là còn có cái thời điểm, những giai đoạn mà nó cụ thể. Ví dụ như giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì là mỗi giai đoạn nó 3 tháng, mỗi giai đoạn nó 6 tháng hay mỗi giai đoạn nó 1 năm chẳng hạn. Những cái giai đoạn cuối thì anh chị em bảo là biết thế nào được. Đúng không anh chị em? Nó phụ thuộc vào cái lượng người mua, cái lượng người tài trợ vốn cho Skyway. Sorry anh chị em, dùng từ mua là chưa chuẩn đâu. Dùng từ mua là chưa chuẩn đâu nhé. Tài trợ vốn thông qua một khoản vay chuyển đổi và chúng ta được đảm bảo bằng cổ phần của công ty. Đảm bảo bằng cổ phần của công ty nhé anh chị em nhé. Anh Đinh Công Văn bảo là đến khi nào mà cổ tức ở mức 1 đô mỗi cổ phần thì chúng ta tha hồ tiền. Vâng, Linh cũng hy vọng như thế đấy. Đấy, thì chốt lại một cái vấn đề ở đây là Skyway thì là phù hợp với tất cả mọi người. Những người mà thu nhập thấp thì cũng có cơ hội để đầu tư. Và những người mà thu nhập cao thì chúng ta cũng đầu tư rất là bình thường nha chị em nhé. Có rất nhiều nhà đầu tư lớn chứ không phải là không có. Vâng, hello, xin chào anh Lương Bá Phương. Hôm nay là chào Linh vừa. Đến khi nào anh chào Linh gầy đây? Linh xuất cân rồi nhé, Linh giảm cân rồi nhé. Anh Lương Bá Phương là bận quá giờ mới vào được. Anh Lương Bá Phương là cái anh mà tối hôm qua là Linh đăng cho anh chị em cái video ở trên trang cá nhân của Linh ấy. Đấy, anh chị em vào xem anh Lương Bá Phương nhé. Một nhà đầu tư mà rất là yêu Skyway luôn. Mà anh Lương Bá Phương là cũng được rất là nhiều nhà đầu tư yêu quý nhờ cái video nói lên tình yêu với Skyway đấy. Đấy, anh chị em nào muốn làm video nói về tình yêu Skyway thì là làm video nhé, sau gửi về cho Linh nhé. Linh sẽ làm việc sắp cho và Linh sẽ tổng kết để gửi đến tập đoàn và gửi đến ngay chủ tịch. Thì tại vì là Linh đã hứa với anh chị em rồi thì Linh sẽ vẫn giữ lời hứa của Linh. Linh sẽ tiếp tục Linh làm, nhưng mà anh chị em cũng phải thông cảm cho Linh là Linh cũng rất là nhiều việc và cái giai đoạn cuối này thì là Linh cũng chạy cổ phần rất là nhiều, Linh cũng mua thêm rất là nhiều, đầu tư thêm cổ phần rất là nhiều. Thế nên là anh chị em thông cảm cho Linh là Linh chưa thể nào mà làm nhanh được tất cả những cái video cho anh chị em được. Anh chị em phải thông cảm cho Linh nhé. Chị Nguyễn Thanh Thảo bảo là Linh ơi, chị vật mãi mới được 370.000 cổ phần, có để cho có đủ chị sống đến già không Linh? Chị ơi, chị giữ cổ phần nhé, giữ nhé, giữ nguyên nhé, không được bán nhé. Đấy, sống đến già luôn chị, sống đến già, thậm chí là già rồi xong là biết ngày mình sắp lâm chung là mình thừa kế lại được cho con luôn. Thật đấy luôn chị. Anh Đinh Công Văn bảo là với tiến độ xây dựng các tuyến đường ở mức trên 200.000 km đường mỗi năm thì việc chia cổ tức ở mức 1 đô mỗi cổ phần là chuyện bình thường, không có gì là khó khăn. Ngoài ra thì chúng ta còn nhiều những cái mảng khác nữa. Đấy, nên là Skyway thì họ có rất là nhiều những cái mảng để chúng ta thu tiền chứ không phải là chỉ riêng mảng đường đấy, và nó sẽ tạo ra vô vàn nhiều việc làm cho người dân ở trên toàn thế giới luôn. Là anh chị em là có con cái thì là cứ cho học ngành Skyway. Chị Nguyễn Thị Sáng bảo là chào em Linh xin gái, giờ chị mới vào nghe được, chị bận đám cưới. Ok chị ơi, hello chị nhé. Đấy, bận đám cưới mà bây giờ vẫn chăm chỉ cập nhật thông tin đấy anh chị em ạ. Đám cưới hôm nay là ngày lành tháng tốt đúng không? Đi dọc đường mà thấy không biết bao nhiêu là cái đám cưới luôn. Mà trong lòng Linh thì vẫn chưa hào hứng gì với đám cưới cả.
À chị Nguyễn Thanh Thảo bảo là ok ok không bán đâu, bán giờ có ai dám mua nè. Trời đất ơi. Đấy, chị lại bảo là bán giờ có ai dám mua nè. Thế là làm người ngoài người ta là người ta hiểu sai đó chị. Tại vì sao mà người ta lại không mua? Là bởi vì như này này, người ta mua trực tiếp từ tập đoàn là an toàn hơn, là an toàn hơn là mua qua tay một nhà đầu tư khác. Vì sao? Bởi vì là đầu tư trực tiếp với tập đoàn thì tên tuổi của mình, hồ sơ của mình, giống như cái việc mà anh chị em có sổ đỏ đấy, tên mình ở trong sổ đỏ đấy. Đấy, là cái quyền sở hữu là của mình, quyền sở hữu là thuộc về mình. Còn nếu như anh chị em mua qua tay nhá, anh chị em mua qua tay đấy, thì là đến khi mà lên sàn nhá, mà cái người bán cho anh chị em người ta không tốt và người ta hám lợi ấy, người ta sẽ hất ngay anh chị em ra, người ta bảo là tôi chưa từng giao dịch gì với cô hết. Tức là người ta lên ngay trên sàn và người ta bán phăng một cái, tức là anh chị em mất cổ phần, đúng không? Thế là lý do vì sao anh chị em không nên mua qua tay đấy. Đấy, Linh bổ sung ý kiến của chị Thanh Thảo, không anh chị em lại bảo là sao bây giờ bán lại không ai dám mua. Đấy, phải giải thích rõ như thế. Không anh chị em lại hiểu lầm. Anh Đinh Công Văn bảo chị Thanh Thảo là 370.000 cổ phần, 10 năm nữa có thể nuôi sống cả dòng họ luôn chị ơi. Chị cứ tính khoảng 7 đến 10 năm nữa thì chị có thể nuôi một mình, chị có thể nuôi sống cả họ hàng. chị Thanh Thà bảo là họ hiểu tới đâu cái họ em ơi, giờ mình cứ có một phần ấm rồi kệ họ. anh Hoàng Ngọc bảo là một cổ phần Sequoia về sau 5 năm đến về sau 5 đến 10 đô thì anh chị em cứ tính. Vâng, chính xác luôn. À cô Đặng Thanh mà lại chào con, cô mới ở Sài Gòn bay về nên vào nghe trễ. À cô Đặng Thanh, đi chuyến đi thuận lợi không? Cô Đặng Thanh chia sẻ cho một đối tác rất là VIP và dự định là đầu tư gói 150.000 đô. Đấy anh chị em nhé, đầu tư một gói 150.000 đô đó. Đấy, thì anh chị em thấy là nhiều nhà đầu tư lớn lắm chứ không phải là không có nhà đầu tư lớn đâu. Tại vì là đầu tư là cộng đồng nên là Linh chia sẻ cho anh chị em cả những gói nhỏ để anh chị em thấy được rằng là chúng ta cũng có cơ hội để nắm giữ cổ phần này. Bởi vì là ngài Junichi đấy thì ông ấy đã trải qua rất là nhiều những cái sóng gió, kiểu như là cũng gọi vốn từ những nhà đầu tư lớn, nhưng mà những nhà đầu tư lớn thì họ lại cứ nhăm nhe, họ muốn chiếm cái sở hữu trí tuệ đấy. 5 lần 7 lượt là muốn chiếm cái sở hữu trí tuệ. Thế nên là ông ấy cuối cùng ông ấy nghĩ rằng là mình cũng chỉ là một người bình thường thôi, thế thì mình sẽ gọi vốn từ những người bình thường, từ những người bình thường nhất, từ những con số ít nhất, từ những cái đồng vốn nhỏ nhất, thì sẽ làm lên cộng đồng, sẽ làm lên một cái sức mạnh rất là lớn. Đấy, thì là ông ấy cho những cái gói vốn mà từ 50 đô để cho những người mà không có tiền ấy, không có tiền cũng có thể sở hữu được cổ phần của Skyway. Bởi vì ông ấy biết rằng Skyway sẽ là một cái ngành mà nó sẽ tạo ra một cái ngành mà phát triển lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Anh chị em thấy không? Cái giao thông của chúng ta nhá, cái giao thông cấp độ 1 là đi trên mặt đường đấy, thì anh chị em thấy nó lớn mạnh đến mức như nào rồi đúng không? Toàn thế giới là giao thông cấp độ 1 đúng không? Giao thông cấp độ 3 là đi ở trên cao này này, máy bay này, thì nó cũng rất là phát triển rồi. Thế thì cái giao thông cấp độ 2 giải quyết tất cả những cái vấn nạn của giao thông cấp độ 1 và cấp độ 3 thì nó sẽ là một cái ngành mà nó sẽ thâu tóm thị phần rất là lớn và tạo ra một cái khối lượng công ăn việc làm vô cùng lớn, một cái nguồn lợi nhuận vô cùng lớn cho toàn nhân loại. Và ông ấy rất là biết ơn những người mà tài trợ vốn cho tập đoàn. Thế chị em thấy là trong cái bài phát biểu của ông đấy là cái hôm Ecofest online của chúng ta đấy, Ecofest online của chúng ta đấy, thì anh chị em thấy là ông cũng nói là
phóng viên, cái anh phỏng vấn ấy thì anh nói là thế ông có cái kế hoạch mà gặp gỡ những nhà đầu tư lớn hay không? Đấy. Thì ông ấy cũng nói rất là rõ là tôi trân trọng tất cả những nhà đầu tư. Tất cả những nhà đầu tư Skyway, từ kể cả đầu tư từ 50 đô trở lên, khi mà đến đây đến cái cuộc gặp gỡ thì đều có sô-cô-la để ăn. Ông nói về sô-cô-la, ông nói về sô-cô-la, những cái điều ngọt ngào ấy. Đấy. Thì ông ấy trân trọng tất cả những nhà đầu tư. Những nhà đầu tư nhỏ ông ấy cũng trân trọng, những nhà đầu tư lớn ông ấy cũng trân trọng. Chứ không phải là ông ấy chỉ trân trọng những nhà đầu tư lớn. Nên là anh chị em đừng có bao giờ anh chị em tự ti rằng là à mình mới có ít cổ phần thôi. Ở thế giới này ấy, thì là có những điều ấy mà tiền bạc nó không thay thế được. Tiền bạc và tình cảm nó là hai cái lĩnh vực khác nhau. Nó là hai cái lĩnh vực khác nhau và nó song song cùng tồn tại và nó quan trọng như nhau. Anh chị em ạ, nó song song tồn tại và nó quan trọng như nhau. Thế là khi mà ví dụ như là một người mà nghèo khổ, có ít tiền thôi, nhưng mà vẫn tài trợ vốn cho Skyway, vẫn đầu tư Skyway, vẫn nắm cổ phần Skyway, vẫn tài trợ vốn cho Skyway và hiểu về công nghệ đấy, thì là người ta vẫn rất là được trân trọng, vẫn rất là được trân trọng, vẫn được ngài Junichi trân trọng, đúng không anh chị em? Chứ không phải là không được trân trọng đâu. Nên anh chị em tuyệt đối là không tự ti. Những anh chị em có ít cổ phần là tuyệt đối không tự ti. Anh chị em vẫn rất được trân trọng. Và chính ngài chủ tịch nói như thế trong cái buổi EcoFest online vừa rồi. Đấy. Thì anh chị em có thể là xem lại cái bài chia sẻ của ngài Junichi. Anh Đê Ga Phạm bảo là tôi có tâm mà sao tôi có ít cổ phần. À, anh phải chia sẻ cho mọi người nữa chứ. Phải chia sẻ cho nhiều người nắm giữ cổ phần chứ. À, chúc mừng cô Đặng Thanh về nhà đầu tư mới. À, chị Hồng Nhung Nguyễn chúc mừng cô Đặng Thanh. Cô Đặng Thanh bảo là sắp thành công con ạ. À. Khi nào xong cô báo cho con mừng nha. Chúc mừng cô nha. Anh Ngọc là gọi vốn từ tầng lớp nhỏ nhưng mà nhưng tập hợp được lực lượng sức mạnh rất hợp với mong muốn của tất cả mọi người. Dự án nào chiếm được niềm tin của cộng đồng lớn, hợp xu thế thì áp sẽ đi lên. Ô, Linh thả like cho anh Ngọc luôn nhé. Đấy, thì anh chị em đây cũng là cái điều mà Linh muốn nói với anh chị em đấy. Đấy, thì anh chị em thấy là cái dự án của chúng ta thì nó rất là ok đúng không? Nó rất là ok. Thì Linh khuyên này anh chị em là kể cả anh chị em có ít tiền nhé, kể cả anh chị em có ít tiền thì anh chị em cũng lên tìm hiểu thật là kỹ về Skyway và anh chị em tài trợ vốn, anh chị em nắm giữ lượng cổ phần thì sau này anh chị em sẽ rất là sướng, sau này sẽ rất là sướng. Đấy. Nên là anh chị em cứ tìm hiểu cái lĩnh vực đầu tư này đi, cứ tìm hiểu và tìm hiểu thật kỹ thông tin vào. Linh khuyên là tìm hiểu thật kỹ thông tin vào, tìm hiểu càng nhiều càng tốt, tìm hiểu càng kỹ càng tốt. Đấy. Không giống như là những cái dự án khác thì người ta bảo là đầu tư đi, đầu tư đi nhanh lên, đầu tư nhiều vào rồi là lãi này lãi kia đấy. Thì ở dự án Skyway thì không như thế, mà là khuyên anh chị em là đầu tư Skyway thì đầu tư tìm hiểu thật kỹ. Thật kỹ luôn. Càng kỹ càng tốt. Tìm hiểu càng kỹ càng tốt. Đấy. Anh Đường Bá Phương bảo là ngài chủ tịch nói ai cũng như nhau. Người hỗ trợ nhiều họ đã có cổ phần ưu đãi hơn rồi. Đấy. Người ta hỗ trợ nhiều thì người ta đã được nhiều cổ phần rồi. Đúng không anh chị em? Người ta hỗ trợ ít thì người ta có ít cổ phần. Thế nhưng quan trọng là cái việc chúng ta hiểu về dự án và tình yêu của chúng ta đối với công nghệ Skyway, tập đoàn Skyway và với mẹ thiên nhiên. Với những đồng loại của chúng ta, đối với lại những người xung quanh chúng ta, đối với lại thế giới. Đấy mới là cái điều quan trọng. Đấy. Thì là Linh đã chia sẻ những gói mới, những gói lớn cho anh chị em, đồng thời là cả những gói nhỏ nữa đúng không? Đấy thì anh chị em còn cơ hội là đến 30 tháng 11 nhé.
thì anh chị em ra quyết định với ba cái gói đầu tư là gói 600 đô, gói 1.200 đô và gói 5.000 đô. Thì anh chị em có thể là lựa chọn những cái gói này thì là nó có cái ưu đãi tốt hơn. Thế anh chị em nào chưa rõ thì là có thể inbox cho Linh về ba gói này nhé. Đấy. Còn ngoài ra thì anh chị em cũng được nắm giữ cổ phần từ những cái con số rất là nhỏ, đó là 50 đô, 100 đô, 200 đô. Rồi là từ 250 đô thì anh chị em đã được trả góp rồi. Thế nên anh chị em cứ cân nhắc. Chúng ta đều có cơ hội với Skyway. Cơ hội nằm trong tay anh chị em. Và Linh khuyên anh chị em hãy tìm hiểu thật kỹ. Hãy tìm hiểu thật kỹ về Skyway. Và hãy nắm cổ phần của Skyway. Sau này anh chị em sẽ phải cảm ơn Linh đấy. Nếu như mà anh chị em mà vô tình nghe được cái đoạn livestream này của Linh mà anh chị em quyết định đầu tư ấy. Sau này anh chị em sẽ phải cảm ơn Linh ấy. Hãy nhớ và chúng ta hãy nên giữ cổ phần Skyway nhé. Ok, buổi hôm nay thì là Linh sẽ chỉ chia sẻ thông tin với anh chị em đến đây thôi. Buổi ngày mai thì là Linh sẽ có thêm nhiều thông tin thú vị hơn cho anh chị em nhé. Cảm ơn tất cả anh chị em đã tham gia livestream cùng với Linh. Bây giờ vẫn còn đang rất là nhiều anh chị em ở đây. Cũng chưa muốn dừng nói chuyện với mọi người đâu. Nhưng mà thời gian thì cũng sắp hết rồi. Nên là Linh sẽ kết thúc livestream sớm ở đây để cho anh chị em đi ngủ sớm nhé. Hôm nay là Chủ nhật mà. Để cho anh chị em đi ngủ sớm và chúng ta sẽ bắt đầu một cái tuần mới làm việc năng lượng hơn. IC Hồng Nhung Nguyễn bảo là chị thấy tập đoàn Skyway của ngài chủ tịch có những người tuyệt vời và tài giỏi. Có tài như em Linh thì càng ngày càng phát triển mạnh và phát triển thịnh vượng. À, em cảm ơn chị Hồng Nhung nhé. Anh Đinh Công Văn, hy vọng việc bán cổ phần có thể kéo dài đến cuối năm 21 để có thêm cơ hội sở hữu cổ phần, thật nhiều cổ phần của Skyway. Linh còn mong nó, Linh cũng mong nó kéo dài để chúng ta sở hữu cổ phần đấy. Chúc tất cả anh chị em ngủ ngon nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai. Cảm ơn tất cả anh chị em nhé. Linh rất là vui khi được nói chuyện với anh chị em.